con hàng à? Hàng ngay của em đây. Cái gì điện thoại á? À? Của anh mới đây. Phải lỗi không? Mày quá. Từ nhá. Ấy hẳn ra. Nào rồi Tuấn đi. Đâu nhỉ? Chưa thấy lỗi tí nào đâu. Không, cái đoạn kia nó phải sụi hẳn lông đi chứ. Chỗ này là không lỗi đâu. Hả? Đấy, như cái đoạn lúc nãy ấy, cây kia ấy. Đâu? Của em đâu? Đây à? Ờ à. Cho đi, cho xuống đi. Chỗ này thì nghĩ vẫn là sử dụng được. Khoan đi, chậm chậm. Chậm chậm. Hết rồi à? Hết rồi Phương ơi. Hết chưa? Hết đoạn lỗi chưa ấy? À? Hết đoạn lỗi chưa ấy? Hết rồi hả? Hết. Hết rồi đúng không? À.